Đến với bản tin ngày hôm nay, chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Chương trình của chúng tôi gồm những nội dung chính sau đây. Khởi tố kẻ trộm bị chủ nhà cắn đứt lưỡi khi chuẩn bị hiếp dâm. Sau khi đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại, do thấy nữ chủ nhà đang ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm, nhưng bị nạn nhân chống cự, cắn đứt một phần lưỡi. Ngày 15 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Giót, sinh năm 1997, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, điều tra về hành vi hiếp dâm. Ngoài ra, Giót cũng bị cơ quan công an lập hồ sơ làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, ngày 7 tháng 5, do hết tiền tiêu xài, Giót đi bộ đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh tìm tài sản trộm. Khi đến nhà chị T, sinh năm 1982, Giót đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại di động. Sau đó, phát hiện chị T đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Tuy nhiên, khi Giót đang thực hiện hành vi thì nạn nhân tức giấc chống cự và cắn đứt một phần lưỡi. Giót bỏ chạy về nhà lẩn trốn. Khi về nhà, Giót nói dối với người thân là bị té xe vì miệng dính máu. Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ và phát hiện Giót là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Theo Nhật Huy, Tiền Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hay, hãy ấn like, share. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những bản tin mới nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.